Xin tất cả quý liên trưởng vào chỗ ngồi, lần nữa xin yêu cầu. Các chiến hữu ở đằng sau xin ngồi vào để các em bắt đầu chương trình. Kính, em là Ngọc Hiếu, đại diện cho Hội Hậu vệ Du lịch Việt Nam Cộng Hòa. Hân hoan chào đón tất cả các quý quan khách có mặt tại ngày hôm nay. Kính thưa các quý liên trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị đại diện dân cử chính quyền tiểu bang và địa phương, quý vị liên trưởng có các quân binh chủng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý hội đoàn, đoàn thể, quý vị trong các cơ quan truyền thống, truyền thanh và báo chí, cùng toàn thể quý vị. Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hôm nay tổ chức để nhất chu niên, kỷ niệm để nhất chu niên của Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến hỗ trợ cho Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Em xin thay mặt cho Hội Hậu vệ trân trọng cảm tạ tấm lòng của toàn thể chư vị sáng hôm nay. Em mong tất cả mọi người có được niềm vui trọn vẹn dưới màu cờ sắc áo của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau đây em xin giới thiệu anh Trùng Dương, hội trưởng của Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẽ có đôi lời với các quý vị. Em xin mời. Tiếp tiếp và chúng tôi xin giới thiệu một thành viên trong hội hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin đọc bài chào đón đoàn khách. Kính thưa các vị liên trưởng, kính thưa các vị quân cán chính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa các vị dân cử, kính thưa quý vị hội đoàn. Hiện diện hôm nay ở đây chúng em xin được giới thiệu, chúng em hiện thấy cụ đại tá tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, đại tá Phan Bá Hiếu, thiếu tá Hoàng Quỳnh cùng các liên trưởng Vũ Trung, hội trưởng hội võ viện Thủ Đức cùng liên trưởng Nguyễn Chuyên và chiến hữu, anh Nguyễn Địch, hội trưởng sư đoàn 5 bộ binh cùng các chiến hữu, liên trưởng Xuân Điền cùng phu nhân Thanh Liễu và các thành viên trong ban tù ca Xuân Điền, quý đại diện giới chức chính quyền, các thành viên của sư đoàn 1 trường bị Hoa Kỳ, các anh em trong hội hậu vệ vì dân, chị Bạch Nga và các thành viên trong hội cán bộ xây dựng nông thôn, quý liên trưởng trong hội người nhái, các liên trưởng trong hội nhảy dù xe đi bộ, các anh chị trong hội Bà Rịa Vũng Tàu cùng các liên trưởng Đỗ Sơn và Mai Lan, liên trưởng cùng các thành viên khóa 572 võ viện Thủ Đức, liên trưởng Nam Thủy Quân Lục Chiến và các thành viên, anh chị em nghệ sĩ của Hội Viện TV, nghệ sĩ Đỗ Thanh và các ca sĩ, chị CEO Lam Châu, hội trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ và các thành viên, Hội Viện Đồng Quân Nam Cali, liên trưởng Phạm Hòa Nha Kỹ Thuật. Em nhận thấy anh Trần Công Lắm, Inmovis Lòng, chị Nguyễn Khuyến trong ban Hương Ca và các thành viên, liên trưởng Lê Văn Sáu, hội trưởng hội không quân và các chiến hữu, đại úy Đường sư đoàn 1 không quân cùng các chiến hữu, các anh chị em trong hội Phật giáo Hòa Hảo Chí và các bạn trong hội hầu duệ, anh Phạm Công, hội quân gia Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các hội trưởng hội cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh, các bạn Dũng Lưu từ Las Vegas, liên trưởng Vân Quy, Phạm Thụy
Đặng Quốc Toản và các thành viên trong hội biệt kích biên phòng. Anh Phan Thanh Liêm, thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt có sự hiện diện của cựu nghị viên thành phố Grand Rome và các thành chủ tịch cộng đồng, các phóng viên của các báo đài radio như phóng viên Việt Hương Đài Việt Phố, Hội quân Cán Chính Las Vegas, Học viện Quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, chắc chắn là chúng em sẽ còn thiếu sót một vài quan khách trong phần giới thiệu. Hôm nay cho chúng em xin kiểm điểm lại và phần thiếu sót đó sẽ điều chỉnh vào phần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Em xin bổ sung một số các nhân trưởng. Anh Bùi Tẩu, Hải quân, đại úy khóa 17 Thủ Đức. Trung tá Lê Hưng, sĩ quan không quân Hoa Kỳ, cựu phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đại úy Phạm Hữu Phước, thiết đoàn 20 Trường Sa. Anh Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng người về quốc gia Nam Cali, cựu nghị viên thành phố Garden Grove. Anh Lâm Nguyễn, phó chủ tịch nội vụ cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Trần Cao, trụ trì những Phật đường Phật giáo Hòa Hảo. Tony Cường, cựu sĩ quân Việt Nam Cộng Hòa. Phu nhân cố đại tá Phan Văn Ma. Đó là tất cả những thành phần tham dự ngày hôm nay em sẽ bổ sung. Sau đây em xin giới thiệu anh Trùng Dương, Hội trưởng của Hội Hậu vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây chúng tôi xin bước vào phần chính của chương trình, đó là nghi thức chào Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Và xin anh Liên trưởng Sư đoàn, Hội trưởng Sư đoàn 5 anh Định hướng dẫn lưu quân chúng ta bắt đầu chuẩn bị chào Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Đầu quyền mang mấy nghe. Và sau đây chúng ta bước vào phần chính thức chào quân quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả nghiêm chào tay chào. Ngày công cho tôi tinh lên các đời sống lần lòng cùng đi đi xin tiếp gì thân xó vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói đêm làm ta cho lối sống từ nay hướng công nghệ dù cho thành rời trên đường xa thù vương lấy màu đạo để mang Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Phát nghỉ. Tiếp theo là phần nghi thức chào Quốc kỳ Hoa Kỳ. Nghiêm chào tay chào. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh say can you see by the dawn early light what so proudly we hailed
at the twilight last gleaming, bright and bright star through the perilous fight o'er the river we were so gallantly streaming, and the rocket red glare, the bombers singing there, gave a proof through night that our flag was still there. Oh, say, do the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free? And kỳ chấm dứt. Pháp nghỉ. Sau đây là phút mật niệm. Phút mật niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, và để tưởng nhớ đến quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do, và để tưởng nhớ đến hàng triệu đồng bào đã chết dưới biển cả, trên rừng sâu đã đi tìm tự do. Nghiêm. Phút mật niệm kèn truy điệu bắt đầu. Phút mật niệm kèn chuôi điệu chấm dứt. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Mời hội trưởng của Hội Hậu vệ Nhân lực Việt Nam Cộng Hòa xin đọc chủ văn thay mặt ngày hôm nay. Xin mời hội trưởng. Kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị niên trưởng của các binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý niên trưởng của các hội đoàn quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị dân cử, cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương. Bản sự khởi đầu nan, khó khăn từ bước ban đầu, chúng em đã nhờ một số niên trưởng giàu kinh nghiệm và đã được giúp đỡ. Trải qua bao chông gai, nhưng với tinh thần học hỏi được từ cha anh, chúng em đã vượt qua cho đến nay vừa tròn một tuổi, để góp mặt chính thức sinh hoạt với cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Hôm nay, Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin chân thành tri ân tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Điều này một lần nữa thể hiện sự tin yêu,
hỗ trợ cho chúng em được tiếp tục bước đi vững vàng, tiếp nối con đường cha anh đã đi qua. Nhân danh hội trưởng hội hậu duệ, chúng em xin cảm ơn mọi người hiện diện nơi đây và tuyên bố khai mạc tiệc kỷ niệm đệ nhất chu niên của hội hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và tiếp theo xin chúng tôi xin mời anh Ngô Văn Quy, hội trưởng hội biệt kích quân biên phòng lên phát biểu một vài lời. Kính thưa quý vị nhiệm trưởng, quý vị trung thượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa tất cả các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện diện ở đây, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thanh truyền thông báo chí, kính thưa tất cả quý vị đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta hôm nay, chúng ta về đây trong nỗi hân hoan để nhìn thấy các em hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa kỷ niệm đệ nhất chu niên. Một lần nữa cho chúng tôi được xin quý vị cho chúng tôi một bàn tay để chúng tôi bắt với quý vị, xin quý vị hướng về sân khấu cho chúng tôi được trình bày một bài dự kiện về hội hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa chúng tôi xin được quý vị hướng về sân khấu cho chúng tôi được diễn đạt những điều chúng tôi muốn nói về tổ chức này. Có bao nhiêu năm tháng về trước, chúng tôi được biết các em người trẻ đang sống tại Hoa Kỳ có ý tưởng muốn gìn giữ màu cờ sắc áo bằng cách là mặc quân phục của các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa và gìn giữ màu cờ của chúng ta tung bay. Cho dù qua nửa thế kỷ, biết bao nhiêu biến chuyển, lá cờ là máu, là dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam và còn tung bay khắp thế giới. Các em đang cùng chúng ta để gìn giữ màu cờ sắc áo đó. Bởi cảm động các lòng của các em, cho nên chúng tôi hết lòng hỗ trợ không những hội biệt kích biên phòng chúng tôi, mà chúng tôi biết rất nhiều hội đoàn ở đây như sư đoàn 5 bộ binh, như tù ca Xuân Điềm, như hội cao niên Á Mỹ, rất nhiều anh chị em hội quân cảnh và võ bị Thủ Đức hỗ trợ các em rất là tích cực để có được ngày hôm nay, không riêng gì chúng tôi. Cho nên bao nhiêu tốn phí về quân trang quân dụng và các em cho mình và tự đặt mình trực thuộc tất cả các hội đoàn ở đây, đặc biệt là các hội đoàn quân đội, và các em sẵn sàng để hỗ trợ cho tất cả những sinh hoạt của chúng ta. Vì là hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không riêng gì bất cứ một hội đoàn nào, không phải của biệt kích biên phòng, không phải của nhảy dù, không phải của tám múc, tất cả các em trực thuộc tất cả các binh quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đây, ròng rã trong một năm qua chúng tôi thấy các em tham dự không biết một cái hội đoàn nào tổ chức đã đều có mặt, các em mua vé đến tham dự. Cái lòng của các em vì muốn, chỉ muốn làm sao, mục đích của các em là thế hệ chúng tôi sẽ qua đi, các em muốn gìn giữ được cái màu áo này và lá cờ. Rất là cảm động cho tôi, sát cánh với các em. Và chúng tôi cảm ơn hôm nay tất cả quý vị hiện diện ở đây minh chứng một điều rất rõ ràng, từ San Diego nhảy dù, từ tất cả đều về đây hết, minh chứng là quý vị hỗ trợ cho việc làm này của hội hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là hội Bà Rịa Vũng Tàu, anh Đỗ Sơn, sư đoàn 1 trừ bị Hoa Kỳ, anh Phạm Công của hội cựu quân nhân Việt Mỹ và hội quân sản sự chiếc, tất cả đều hỗ trợ cho các em. Bởi cảm động như vậy, cho nên chúng tôi đứng đây minh định một lần rõ ràng, nếu không đến đây để giúp đỡ cho các em được, thì đừng có nói những điều không tốt về hội hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bằng cớ là đã có những tiếng gọi và yêu cầu cancel cái buổi này, đừng tới đây, điều đó rất là đau buồn. Chúng tôi nghĩ rằng việc làm đó chỉ có phía bên kia theo nghị quyết 36 mới làm mà thôi. Đau thương nhất là có những người tự nhận là niên trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm điều đó. Chúng tôi cảm ơn hội quân cảnh lúc nào cũng sẵn sàng
chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Và tôi minh định một cách rõ ràng, các em này bởi cảm động tâm lòng, lần cuối cùng chúng tôi xin xác nhận tôi tránh bước lên sân khấu, bởi vì có nhiều dèm pha, các em tự lập, chúng tôi hỗ trợ như tất cả các hội bạn đây và hỗ trợ các em. Chúng tôi rất là cảm động vì sự hiện diện của tất cả chư vị hôm nay minh chứng một điều rằng là các em vẫn bước đi vững vàng và sự hỗ trợ của tất cả quý vị ở đây. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn Hội trưởng Hội Điều tiết quân biên phòng anh Ngô Văn Quy đã trình bày rất rõ ràng cho chúng ta nghe. Và một vị khách tiếp theo đó là CEO Hội trưởng Hội Cao Nguyên Á Mỹ. Chúng tôi xin mời chị Lam Châu. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, tôi là Lam Châu, Hội trưởng của Hội Cao Nguyên Á Mỹ và đồng thời là founder của The Golden House. Xin gửi lời chào thân thiết đến tất cả các quý vị, các hội đoàn, các quý vị truyền thông, báo chí, những quý vị đã đại diện cho những hội đoàn, những tôn giáo. Và một lần này chúng tôi xin khẳng định là thay mặt Hội Cao Nguyên Á Mỹ, chúng tôi hỗ trợ Hội Cao Nguyên các em Hội Hồng Duệ. Kính thưa quý vị, trong những cái lúc mà sinh hoạt, chúng tôi cũng đã thấy các em đã tham gia rất là nhiều, cụ thể là những cái buổi mà dỗ đại lễ, dỗ tổ hùng vương, những cái buổi mà vinh danh các tên đường của Việt Nam, những danh nhân. Chúng tôi muốn kêu gọi quý vị hãy hỗ trợ các em, bởi vì trong cái lúc sinh hoạt chúng tôi cũng đã từng thấy có rất nhiều hội đoàn đã từng sinh hoạt mấy chục năm nhưng cuối cùng thì không có một cái hậu duệ để mà tiếp nối. Chúng tôi rất là cảm động cái sự mà hoạt động của các em và hoàn toàn là ủng hộ. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người cũng tiếp tay để chúng ta có một hội hậu duệ, bởi vì chúng ta rất là cần những lớp cha đi trước thì sẽ có những cái hội hậu duệ bây giờ sẵn sàng tiến lên. Dấn thân là cực khổ nên ngày hôm nay Lam Châu xin đến đây để ủng hộ các em và trân trọng mong rằng sau ngày hôm nay các em hoạt động càng ngày càng mạnh mẽ và được nhiều người ủng hộ hơn. Xin kính chào và kính chúc quý vị một ngày an lành và vui vẻ. Xin cảm ơn chị Lam Châu. Và để bắt đầu chương trình phần hợp ca do Hội Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam thực hiện với bản hợp ca Lục Quân Việt Nam Thành Khúc. Xin mời. Nghiêm chào tay nhau vâng một đờ lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và bản hợp ca kế tiếp, chúng tôi xin mời ban tù ca Xuân Điền. Chúng em nhận thấy có đài chủ phố Bồn Sa TV chuyên người tới được tham dự. Và sau đây em nhận được có sự ủng hộ của chị Mai Trân Phật Giáo Hòa Hảo 200 đồng. Chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Alo, mời các em hậu vệ qua chuẩn bị một bàn bánh dẻo. Chị sau cái bàn. Mời em hậu vệ lên đây cho nó lên. Xin lỗi quý vị, các em hậu vệ đang chuẩn bị vương ca. Thank you.
người báo ra mình vẫn là ngay sau đây. Mặc thù dân tộc của quê hương, hình ảnh của những con họ của Bắc Ninh, áo the thâm và khăn đóng, chiếc ô và những áo cứu thân, nón quay thao. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đi ngược dòng lịch sử để tìm lại những nét đặc thù tuyệt vời của dân tộc Việt Nam qua phần trình diễn của Học Hội Vệ Hủy Dân. Trời anh cũng đã mấy thu rồi,
Thank you.
em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Em nhìn thấy có ủng hộ cho hội hậu vệ 100, trung tá Lê Hưng ủng hộ cho hội hậu vệ 100, anh Bảo Đồng, xin lỗi, anh Phan Thái Bình, Việt Cộng Quân Nam Cali ủng hộ 200, anh Minh Hưng Chức Cần ủng hộ 100, hội Thủ Đức ủng hộ 100, hội Nghĩa Dù San Diego ủng hộ 100, chị Quý của hội Hương Ca ủng hộ 400. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hôm nay này cảm ơn hội trưởng, và đây là một cái màn nói về cuộc đời người lính mãi mãi sống mãi trong lòng của người dân chúng ta, những người lính oai hùng bất khuất. Xin quý vị hướng về sân khấu.
I hope you enjoyed it. To catch us on our next video. See you next time. Thank you for watching. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Let's go. This video has been edited by iMovie Lord. Lamb Tram. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Có sóng một diễn tham. Càng nghe nhiều càng tiêu 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 tiêu. Ta tiên linh sư đoàn gầy lụ. Càng nghe nhiều càng tiêu. Quan càng to, cu càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt.